tôi từ nhà đi. Người cũng hài hước chứ. Đông phết đấy nhỉ. Ở trên thác kia thì ít hơn nhưng mà ở dưới này đông người chứ. Xuống đi, xuống lội đi. Đảo à, ở đằng kia là tạo sóng nhưng đang không tạo, ở trên kia là trượt ống trượt thác. Đi xuống nha. Ờ, nước cũng lạnh, có kém gì đâu nhỉ. Ai, cứ đợi lộ một tí. Đoạn này nông quá nhỉ. Ngồi trên đấy thích không? Đi lội vòng quanh đi. Hay ở đây? Hay ở đấy nha. Ra đảo. Năm nay những cái máng trượt này cũng ít người chơi quá, không có độ hot. Cũ kỹ nhìn thời cũ vẫn như xưa, không phát triển không thay đổi mấy. Cái học bơi sải đầu tiên đấy. Có ai dạy cho bơi không? Hả? Đi lội thôi. Vừa cái điện thoại mà sợ lâm nó đi mất. Mẹ kìa. Làm nữa. Bộ sầu lên hàng. Đi. Đi đằng kia em có ai không? Đi. Yeah.
xuống lội đi. Đi tâm đi. Chơi bời xong xuôi thì bây giờ đã đến lúc để đi về. Theo đánh giá của mình là 4 năm trước và 4 năm sau, 2014-2018 thì Thiên Sơn Suối Nhà này không có gì thay đổi, không có gì mới cả. Thực ra vẫn là một cái điểm đến chơi cũng hay, thế nhưng mà nếu mà chủ đầu tư chịu đầu tư hơn ấy, thì sẽ có nhiều khách đến hơn. Vẫn có tắm thác, có tắm bể bơi, nhưng mà không có thêm hạng mục nào mới. Bây giờ đang thay quần áo khô để chờ đợi để đi về nhá. Giờ đi lượn cho khoái. Ừ. Nay hôm nay mát rồi tắm. Rét. Bàn đá cho thơ. Lái này lái bao nhiêu năm rồi mà. Cẩn thận đấy, không có ăn bánh. Hết lái ra. Chúng ta anh đi ra. Đuôi chuồng. Ừ, nhưng mà ghê ghê. Mới đi không có đặt nhầm chân ga đấy. Thôi là trả lái lại đã. Đây. Bây giờ là Ngoạn Sơn để đi ngắm núi, có khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà. X phía sau 20m vi phạm phạt 800 triệu. Tăng mấy đường bên đây không biết gì đâu. À, mình phải lên khu Ngoạn Sơn chứ nhỉ? Ừ. Lần trước chưa lên khu Ngoạn Sơn à? 1,2 cây. Vừa xăng. Đầy xăng. Mẹ, nhưng mà Ngoạn Sơn đi đường xấu thế này á? Cái Ngoạn Sơn có vẹo gì á? Nhầm núi thôi. Hay là nhầm đường nhỉ? Đéo phải đâu, mẹ. Ngoạn Sơn mà này chắc là Ngoạn Sơn là đi đường dưới. Chứ nếu mà hay đang xây dựng. Chứ lên Ngoạn Sơn thì cái đường chỉ ho có gáy này thì ngay. Riêng cái đường đi ngắm núi này ngang với ấy rồi nhỉ? Vườn quốc gia Ba Vì phải không? Thì chắc cũng nó cũng làm cái đường xuyên núi như thế đi ngắm chơi không? Lúc 15%. Đây có một đường sang ngắm hồ đúng không? À đường này không phải ngắm hồ mà đường này là đi sang bên kia. Khu Ngoạn Sơn đi thẳng 800m. Nhưng phải lên Ngoạn Sơn là hoàng. Đây là đường dạo khu Ngoạn Sơn. Đường dạo. Sao mình không dạo?
đường ấy như kiểu là nó ấy quá, ấp u mà không đẹp bằng này, đường này chảy như vậy em. Mà cay phết. Quay đi. Để đi vào vai. Mát mẻ hôm nay được cái mát đấy. Đấy, đường dưới ngoạn sơn ở dưới kia là nó đi vòng quanh hồ nhưng mà nó không được đẹp như trên này. Ít người đi là cây là cối cũng đầy. Ô, mình vẫn đang đi lên núi ạ. À? Trước mình có đi cây đường này không? Có. Hay là mình rẽ đường kia xong sang bên kia đi về luôn? Đâu, mình đi vòng vèo mãi còn chụp ảnh bao nhiêu xong rồi lại đến một cái khu khác để đi tiếp lên đồi nó khác tiếp được. Thế cơ à? Có nhớ đoạn đấy mấy. Đây đây. Đường xuyên rừng núi. Đang như kiểu đường ở trong phim Tây ấy nhỉ. Đường nó làm xuyên rừng xuyên núi. Lại xuôi dốc. Dốc 13%. 15%. Đi đường kia thì là ở bên trong này đúng không? Nơi đổ xe khu Ngoại Sơn. À. Ngoại Sơn có vẹo gì? Đây. Nhà hàng khách sạn hội nghị tắm vui chơi giải trí. Tắm. Xe mình chiếc máy của tôi này. Chả cần đổ máy. Là có a à, mình xuống rồi đúng không? Có chúng ta cái view này ngắm thôi, không có một cái gì khác, chỉ có mỗi đi đường dọc dọc hồ này chúng ta cái ngắm ở đây thôi. Bên đây có cái cầu đi ngang qua nhìn vào bên này. Đó, cái đường đây. Vào không? Kia đây. Ừ. Ui, bay lên đỉnh núi ạ. Lon xanh lướt biếc như chân mọi người. Đỉnh núi mây mù nhưng lúc nãy là mình ở đỉnh bên này hay đỉnh bên kia nhỉ? Chịu thôi. À, hình như là nãy là đỉnh bên này nhỉ. Mình đi vòng vòng đây xong chơi ở trên kia. Xong rồi lúc về là mình vòng sang kia tụt xuống thôi. Sâu 16 mét. Sao mình không đi ngắm cảnh? Đấy, mình chơi một vòng quanh hồ luôn nhé. Ừ. Đây, đi một vòng như này là hết khu Ngoạn Sơn luôn. Quanh hồ luôn. Trường thi công mà không đi qua được. Lần trước đi qua đường rồi. Phải rồi. Xuống hè rồi. Này thi công gì?
thì ra hồ nhỉ? À, chắc là chỗ kiểu bãi ngắm kiểu ở hồ. Nào gì chỗ này bẩn. Ít người đi là lá cây nó rụng đầy thì không ai quét. Chắc những cái đường ngoạn sơn của chiếc kia là cũng một vài ngày cũng phải có người đi quét qua bớt lá cây đi. Và chế cái máy mà thổi ấy, máy thổi lá này gắn lên cái máy để đi một thổi. Mình vừa đi đấy, kia lại đi theo cái xe đổi tí gặp chỗ người ta làm lại cái lại. Đây vẫn là đang là khu xuống núi. Hương may bảo sáng về đi, chị có việc hỏi. Ờ. Hãy hỏi gì nữa? À, nhắn tin á? Ừ. Còn file không? Còn quên. Trời nắng ha, ở ngoài kia nắng kìa. Ô tô đổ đèo này sợ mất phanh lắm. À, mình có vân có thác đấy. Lộc An nhỉ? À, phía kia lại còn có mấy cái nhà nhỉ? Đi thác lần hai nên chỗ này chẳng có cái gì âm mưu quá đi về đúng không? Thôi xuống dưới này đi về nhá. Bye nha.